Cúc Tịnh Y tình tứ bên Tăng Thuấn Hy dự thảm đỏ mà như đi hẹn hò. Vào chiều ngày 10 tháng 6, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 27 tại Liên hoan truyền hình Thượng Hải 2021 đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo minh tinh hoa ngữ như Vương Khải, Nghê Ni, Quang Hiểu Đồng, Đàm Tùng Vận. Trong đó, cặp đôi Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy cùng nhau có mặt ở Bạch Ngọc Lan 2021 để quảng bá cho Mộ Nam Chi đang chờ ngày ra mắt. Nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn không chỉ bởi thần thái ngút ngàn, mà đáng chú ý là những biểu cảm khi đứng cạnh phi công trẻ Tăng Thuấn Hy. Sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi chúng ta bắt gặp được những khoảnh khắc khi cả hai cùng nhau chụp ảnh, trả lời câu hỏi từ cánh phóng viên nhiệt tình. Chưa hết, cặp đôi còn hồn nhiên dạo chơi cùng nhau trong khuôn viên trước khi sải bước lên thảm đỏ. Vì vậy, rất nhiều khoảnh khắc của Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy được chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội Weibo sau khi lễ trao giải kết thúc và nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Thậm chí, fan hâm mộ còn ship điên đảo cho cặp đôi. Đã vậy, Tăng Thuấn Hy còn vô cùng ga lăng cưng chiều Cúc Tịnh Y khi nhường nhịn cô ở những câu hỏi, thậm chí luôn đi cạnh và canh chừng cho cô nàng vì trước đó cô đã bị vấp té nhẹ ngay thảm đỏ. Cặp đôi Mộ Nam Chi trao nhau ánh mắt thân thiết, sóng đôi nhau như một couple thật sự. Những hình ảnh đáng yêu này đang khiến fan vô cùng thích thú, mong muốn Mộ Nam Chi nhanh chóng ra mắt. Bạch Ngọc Lan trao giải cho cả quốc tế và nội địa thông qua bỏ phiếu bởi một ban giám khảo gồm các diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và người viết kịch bản từng đoạt giải và là những giải thưởng cao quý nhất. Đây được coi là một trong những giải thưởng phim truyền hình có uy tín nhất cùng với giải Phi Thiên và Kim Ưng. Từ năm 2004 đến nay, Bạch Ngọc Lan được tổ chức hàng năm. Mộ Nam Chi là một phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chi Chi. Đây là tác phẩm thuộc thể loại trọng sinh nên thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Được biết, trọng sinh là thể loại mà nhân vật chính vì một lý do nào đó chết đi rồi đầu thai vào kiếp khác nhưng vẫn giữ lại được ký ức của mình ở kiếp trước. Nữ chính Khương Hiến do Cúc Tịnh Y đảm nhận. Kiếp trước của nữ chính là Hoàng hậu Tiền Triều và sau khi tái sinh, Khương Hiến nhờ vào năng lực của bản thân để cân bằng mọi thế lực trong triều và cuối cùng có được câu chuyện hạnh phúc cũng như mang lại cảm hứng cho người xem. Nam chính Lý Khiêm do Tăng Thuấn Hy đảm nhận. Kiếp trước, nam chính luôn mong nhớ về nữ chính và sau khi được tái sinh, anh quyết định cướp và mang Khương Hiến trở về bên mình. Năm thứ của Mộ Nam Chi do Vương Thụy Sương đảm nhận đã thu hút không ít sự yêu thích của khán giả mê phim hoa ngữ. Anh đã từng đóng qua bộ phim Hoang Thế Sủng Phi, Linh Hồn Bãi Độ Chi Trường Sinh. Sau bộ phim Thư Sinh Xinh Đẹp do Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính hợp tác với 4 nam diễn viên đẹp trai, nhận được hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ và rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Hiện tại, Cúc Tịnh Y nhận được khá nhiều lời mời đóng nhiều tác phẩm phim ảnh.